Hai, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là buổi sáng tinh mơ. Thì sáng hôm nay là mình với ba mình lên vườn thu hoạch dâu nè, để giao cho khách, với lại một số làm để mẹ mình ra chợ bán nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng vào vườn với mình nha. Thì khu vườn nhà mình nè, thì đây là có một cái ngôi nhà là để đây, là để mình chiên lên, để mình để những cái dụng cụ đó các bạn đó, để mình ra vô trong vườn mình làm, mình có chỗ mình nghỉ ngơi nghỉ mệt đó các bạn. Thì bắt đầu mình bây giờ vào vườn nha các bạn. Thì buổi sáng á, thì do cái tia nắng nó chưa có xuống á, thì do nhà mình cái vườn cây măng cụt nó lớn á, cho nên nó nhiều quá, cho nên là mình thấy trên cái tàn cây chưa có ánh sáng các bạn, nó tối tối. Thì bây giờ mình vô vườn, ba mình đang hái dâu trong đó đó. Đây, vô vườn các bạn phải chui y như là mình kiểu như mình đi trải nghiệm, mình đi vô trong rừng như các bạn. Đó. Y như mình vô trong rừng mình thám hiểm vậy đó. Như là sinh tồn vậy các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái tàn lá măng cụt này buổi sáng khi mà tinh mơ thì chưa có tia nắng vô nè. Thì trong khu vườn nó rất là tối. Ánh sáng nó không có được quang hợp á, thì buổi sáng là chưa có nắng mặt trời á. Mấy cây dâu nè các bạn ơi. Thì cây dâu ngoài này ba mình hái hôm bữa giờ nó cũng muốn hết rồi. Thì mình sẽ chuyển vô mấy cây trong ở trên ngọn, còn rất khá nhiều luôn các bạn. Do buổi sáng trời tối quá mình không nhìn thấy á, trên ngọn rất là nhiều luôn. Buổi sáng mà leo cây dâu nha các bạn. Thì nhà vườn là như vậy luôn các bạn ơi. Thì đa số là nhà vườn là phải vậy á, buổi sáng là mình phải thức sớm, mình hái trái cây là để kịp phiên chợ, để cho chủ yếu là cho trái cây nó tươi á. Nó mình hái trái trễ quá trời nắng á, mình hái buổi trưa trời nắng á là hái nó héo hết, kịp phiên chợ không kịp. Với lại mình hái trước buổi chiều ngày hôm qua thì sáng nó sẽ không ngon, bây giờ hái là đem ra chợ luôn á các bạn. Thì hôm qua nãy hái cũng nhiều các bạn, hái mỗi một ngày là 40-50 kg mà các bạn. Thì một cây dâu mấy trăm ký thì hái 40-50 kg một ngày thì hái riết nó cũng thưa thôi các bạn đó. Thì đây là quay các bạn xem là thành quả là những trái sầu riêng nè, đã lớn là tầng này rồi nè. Đó, những trái sầu riêng đó các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục mình vô mình kiếm bên trong, ba mình đang hái dâu. Các bạn thấy không? Khu vườn nè, toàn là măng cụt. Xung quanh toàn là măng cụt. Chôm chôm sầu riêng. Và mình đang hái cái dâu trong đây quá. Nên là trái măng chục cục này nó bị vậy thôi chứ nó không hư nha các bạn. Cái mũ nè cào ra đó, các bạn thấy không? Nó không bị hư nè. Do là bị những cơn mưa, những trận mưa nó rớt xuống là nó sẽ chảy những cái mũ này. Nhưng mà khi nhà vườn mình hái xuống là mình biết những trái nào hư mình lựa ra mình bán cho khách, hoặc mình ra chợ luôn, chứ mình không có để những trái hư mình đem đi bán nha các bạn. Đây. Buổi sáng mờ mờ, ba mình đang lên trên cây hái dâu nè các bạn. Thì đây là cái số bọc mà hái dâu để đựng vô các bạn. Dùng cây thang leo lên. Thì do là cái buổi sáng á, nên là trời chưa nắng, nên là các bạn nhìn thấy nó mờ mờ ảo ảo, nhưng trên cây dâu rất là nhiều luôn. Do nó tối quá mình không thấy các bạn. Nó chưa nắng lên mình mới thấy. Thì mình thu hoạch buổi sáng thì mình quay luôn, chứ đừng để mình buổi trưa thì mình không có thu hoạch được các bạn. Tiếng chim líu lót luôn, líu lo luôn, thánh thoát luôn. Buổi sáng khu vườn rất là yên tĩnh luôn. Thì bây giờ mình đã lên cây các bạn ơi, quá trời dâu luôn nè ha.
Giờ cho có tia nắng xuống mình nhìn bắt đầu nhìn thấy dâu rồi nè. Thì bây giờ mình cũng hái phụ luôn nha các bạn, thì mình hái ít thì vào mình hái nhiều. Đây nha các bạn. Đó, thì hồi nãy dưới đất là do trời tối không thấy thôi, còn bây giờ lên trên là quá nhiều đó. Rồi chút nữa mình sẽ thu hoạch cái thành quả mình quay lên các bạn xem nha. Bây giờ mình tiếp tục mình hái đây. Thì mình đối với dâu là mình hái như vậy luôn các bạn ơi. Mình nắm sát cuống mình hái luôn. Đó mình cứ hái như vậy là mình cho vô bọc nha các bạn. Đó các bạn ơi. Dâu hái tại vườn nha, hái vào buổi sáng cho kịp phiên chợ nha các bạn. Thì bên dưới ba mình cũng hái được hai bọc rồi các bạn. Đó, tiếp tục leo lên hái nè các bạn. Thì hồi nãy giờ sáng giờ ba mình với mình hái được như này các bạn. Thì mỗi bịch gì hồi nãy giờ mình có cân ra là mình phân ra mỗi bịch như vậy là 10 kg nha các bạn. Đó, thì nhà vườn mình á, mình đương như mình nói 10 kg chứ mình phải cân là 10 kg rưỡi nha các bạn. Dù 10 kg giác chứ mình không cân đúng 10 kg tại vì mình nhà vườn là mình phải cân dư ra nha các bạn đó. Thì mỗi một bịch như là 10 kg. Thì bốn bịch này là 40 kg. Với lại một cái gỗ này là chừng cái vỏ này chừng 5 6 kg. Thì giờ ba mình lên trên đây hái cái chùm nó đang hái cái đó nữa là hái tầm 5 6 kg nữa là các bạn. Là hái 50 kg nha các bạn. Thì mỗi ngày hái 50 kg nha. Thì buổi sáng hái dâu thì ăn dâu nha các bạn, ăn mấy trái cho tào tháo dí chơi nha. Thì hái thì phải ăn nha các bạn. Đây nè, đây là cái quả dâu nè các bạn. Quả dâu này là nó chín rồi nè các bạn, nó chín rồi nó chuyển qua màu đục đục, màu vàng đục nè. Thì cái dâu này rất là ngọt nha, không còn chua nữa. Thì đầu mùa là mình nhìn cái đục, nó đục trắng sữa là nó bị chua, còn bây giờ nó đục ngã vàng này thì nó rất là ngọt rồi. Ngọt. Sáng chưa ăn sáng luôn các bạn. Sáng sớm thức dậy tinh mơ là ăn dâu luôn á. Có dâu thì ăn dâu nha các bạn. Cái màu ngã vàng nó giòn các bạn, nó ngọt lắm các bạn. Thì nãy mình lên trên cây nó nhiều quá. Lúc mình hái là mình không có ăn. Bây giờ mình xuống gốc còn mấy trái lưa thưa dưới gốc thì mình ăn mấy trái dưới gốc nha các bạn. Đây nha các bạn. Cái màu nó ngã vàng như là nó ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đem dâu vô nhà nha các bạn. Rồi vậy là mình đem dâu về nhà nha các bạn. Hôm nay thu hoạch là hơn 50 kg luôn nha các bạn. Bốn bao này, bốn bọc xong rồi còn một bao mình vác nữa kìa. Rồi đây một vỏ nữa nè. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh Trinh Miệt Vườn nha. Thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để nhận được những video tiếp theo từ kênh của mình. Bây giờ thì xin chào cả nhà nha. Chào các bạn.